Tống Minh Thuận, chàng công nhân được mệnh danh là Dương Quá Trung Tình Nhất Hoa Ngữ, vượt nhiều khó khăn để chinh phục cô Phạm Văn Phương. Nếu nhất định phải cho kỳ hạn trong mối tình này, thì tôi hy vọng là 10.000 năm. Nhắc đến nhân vật Dương Quá, hẳn nhiều bạn sẽ nghĩ ngay đến Cổ Thiên Lạc hay Huỳnh Hiểu Minh. Thế nhưng có một diễn viên còn ghi ấn tượng nhiều hơn cả, đó chính là Lý Minh Thuận, người được coi là Dương Quá Trung Tình Nhất Hoa Ngữ. Và nam diễn viên phải trải qua rất nhiều lận đận, trắc trở mới có được cái kết viên mãn bên cô Phạm Văn Phương. Lý Minh Thuận thành danh ở Singapore, nhưng thực ra anh sinh ra và lớn lên ở Malaysia, sống ở vùng ngoại ô. Lý Minh Thuận nghịch ngợm hệt như những cậu bé đồng lứa, chơi cát bắt côn trùng, dùng lá cây hay vỏ lon để tạo ra đồ chơi cho mình. Khi ấy, anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành minh tinh với diện mạo bảnh bao, được nhiều cô gái theo đuổi. Năm 16 tuổi, Lý Minh Thuận rời quê hương đến Singapore. Ban đầu, anh vốn tính theo nghiệp học, nhưng vì học phí quá cao mà đành chuyển hướng sang làm công nhân nhà xưởng. Cuộc đời Lý Minh Thuận thay đổi khi anh lọt vào mắt xanh của một nhiếp ảnh gia và được khuyên lên theo nghề người mẫu. Ban đầu, chàng trai họ Lý không tự tin vào bản thân nên từ chối, nhưng vì sự nhiệt tình của vị nhiếp ảnh gia kia mà đổi ý. Động lực để Lý Minh Thuận chính thức gia nhập làng giải trí là khi anh trở thành á quân của một cuộc thi người mẫu. Có niềm tin vào bản thân mình, Lý Minh Thuận cũng thử sức với nghiệp diễn và tạo được tiếng vang lớn với hàng loạt bộ phim như Thần Điêu Đại Hiệp, Lục Tiểu Phụng, Như Lai Thần Trưởng. Ngoài sự nghiệp thành công, chuyện tình cảm của Lý Minh Thuận cũng là câu chuyện khiến báo giới tốn nhiều giấy mực, bởi không phải ngẫu nhiên mà người ta gọi anh là Dương Quá Trung Tình Nhất Hoa Ngữ đâu. Lý Minh Thuận phải lòng Phạm Văn Phương khi cùng hợp tác chung trong bộ phim Thần Điêu Đại Hiệp. Không biết khi đó là nhập vai quá sâu hay là vì đã yêu nên mới thể hiện xuất sắc đến thế. Chỉ biết quay xong phim thì trái tim của Lý Minh Thuận hoàn toàn hướng về phía Phạm Văn Phương. Đáng tiếc chuyện tình cảm của họ lại vấp quá nhiều trắc trở. Thật ra điều này cũng dễ hiểu thôi. Phạm Văn Phương khi đó đã là diễn viên quốc bảo của Singapore, xuất thân từ dòng dõi thư hương, tinh thông cầm kỳ thi họa. Bạn trai cũ của cô cũng từng là thiếu gia giàu có, sự nghiệp thành đạt. Còn Lý Minh Thuận khi đó chỉ là một tên nhóc mới có chút tên tuổi, gia cảnh nghèo khó đến mức phải tự làm lụng để kiếm tiền học, còn từng làm công nhân. Sự khác biệt quá lớn về địa vị đã khiến tầm nhìn của họ chênh lệch nhau. Lý Minh Thuận phải ngước lên mới thấy nữ thần của mình, còn ở tầm nhìn ngang của Phạm Văn Phương thì làm gì có vị trí dành cho anh. Ngay cả khi chia tay bạn trai, Phạm Văn Phương cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện hẹn hò Lý Minh Thuận. Tấm chân tình của Lý Minh Thuận không chỉ thể hiện bằng những lời hứa hẹn, những hành động chăm sóc chu đáo mà còn ở việc anh luôn nỗ lực vươn lên để đứng ở vị trí ngang với người thường. Nhờ thế mà sau Thần Điêu Đại Hiệp họ lại tiếp tục liên duyên trong Thanh Xà Bạch Xà, Bốn Nguyệt Tinh Khóa, trở thành cặp tiên đồng ngọc nữ trong mắt công chúng. Người xưa có câu nhất cư ly, nhì tốc độ, còn Lý Minh Thuận thì gom đủ cả hai. Thế là năm 2000, Phạm Văn Phương nhận ra con tim mình đã rung động từ lúc nào. Nhớ lại giai đoạn hẹn hò bí mật đó, Phạm Văn Phương thường chẳng kìm được mà mỉm cười ngọt ngào. Chừng ấy thôi cũng đủ biết Lý Minh Thuận là mẫu bạn trai lý tưởng đến nhường nào. Đáng tiếc trong giai đoạn mặn nồng ấy, sóng gió lại ập đến với Lý Minh Thuận, đó là năm 2006. Anh gặp rắc rối khi lái xe lúc có hơi men. Chẳng những thế, Lý Minh Thuận còn chạy luôn. Từ nam thần vạn người mê, hình tượng của anh sụp đổ, sự nghiệp cũng thật dốc không phanh. Cứ ngỡ mình đã mất hết mọi thứ thì một cánh cửa khác mà thượng đế dành cho Lý Minh Thuận lại mở ra. Bởi ngay khi đó, Phạm Văn Phương bất ngờ ra mặt để công khai chuyện hẹn hò, còn thay anh xin lỗi người bị nạn cùng bạn trai chung hoạn nạn. Và cũng từ đó, chuyện tình yêu của họ có được cái kết happy ending hệt như chuyện sụp ngọt. Lý Minh Thuận thành công cầu hôn Phạm Văn Phương vào năm 2008, đến năm 2009 thì chính thức về chung một nhà. Đến năm 2014, cậu con trai Jet Li chào đời, sống trong hạnh phúc, được cưng chiều tựa công chúa. Bảo sao Phạm Văn Phương dù đã hơn 50 mà trông vẫn trẻ trung, xinh đẹp như thuở nào. Trong khi Lý Minh Thuận thì luôn xuất hiện với râu ria xồm xoàm, tóc muối tiêu trông già hơn tuổi. Có lẽ Dương Quá của chúng ta vì muốn làm nền cho cô nên mới cố tình buông thả bản thân như thế. Với câu chuyện tình đẹp đến như vậy, bảo sao công chúng lại luôn thích thú mỗi khi nói về chuyện tình của Lý Minh Thuận và Phạm Văn Phương. Hy vọng rằng Lý Minh Thuận sẽ luôn hạnh phúc và viên mãn như thế bên nữ thần của lòng mình.